nhìn như thật. Cái thôi không thì xuống ruộng. Đại bàng luôn. Cầm súng đẹp luôn. Chết để thịt luôn. Lên được không? Rồi. Bè bè thử cánh ạ. Bay gì nè thì đây chính là con diều chim đại bàng mọi người nhá. Mình đã độ con chim bồ câu trắng vừa rồi, clip trước ấy, thì thành một con diều con chim đại bàng cực kỳ là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì video mình cũng xin kết thúc ở đây thôi nhá. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video một lần nữa. Thì hy vọng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh Thọ Vlogs mọi người nhá. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.